Tử vi tuổi Bính Thìn 1976, trong 6 tháng đầu năm, ốm đau liên miên. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin kính chào quý anh chị và các bạn. Quý vị đang đến với kênh Phong Thủy, nơi quý vị sẽ nhận được những kiến thức về tử vi, phong thủy hết sức hữu ích. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi của tuổi Bính Thìn 1976 năm 2021. Cụ thể sẽ là 6 tháng đầu năm để quý vị có thể có những dự định, những kế hoạch gần nhất cho bản thân, tránh được những điều xấu, tăng vận mệnh tốt. Trong video ngay sau đây sẽ có đầy đủ thông tin về tuổi Bính Thìn trong 6 tháng đầu năm. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đánh giá tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn 6 tháng đầu năm Tân Sửu không phải là một năm quá thuận lợi đối với các hoạt không phải là một năm quá thuận lợi đối với các bác tuổi Bính Thìn. Vì vậy các bác tuổi này cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với khó khăn. Các bác sẽ không còn thời kỳ bình ổn, trái lại cuộc sống sẽ có rất nhiều biến động. Vận khí trồi sụt rất mạnh, lúc thăng hoa tột đỉnh, khi lại tụt dốc đảo điên. Nếu các bác không vững vàng tâm trí để đón một năm rất vất vả và áp lực, các bác tuổi Bính Thìn 6 tháng đầu năm sẽ chịu tác động lớn của cục diện và thái tuế. Lại thêm kiếp tài ảnh hưởng, phương diện tài lộc biến động rất mạnh, sẽ hao tài vì những tin nhầm người, bị kẻ xấu hãm hại hoặc đối tác, bạn hàng gian dối. Nhưng các bác cũng chớ nên vội vàng thỏa hiệp hoặc đầu hàng trước vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Cần phải đầu tư phát triển bản thân mình về kỹ năng, chuyên môn và các mối quan hệ xã hội. Khi nào các bác làm được điều đó thì mới có cơ may lội ngược dòng, phát triển sự nghiệp thêm phần rực rỡ bất chấp hoàn cảnh tác động. Các bác hãy coi những biến cố mình gặp phải như một đòn bẩy để mình có thể thăng tiến hoặc đạt được những thứ hạng vượt bậc hơn trong tương lai. Chuyện đầu tư, kinh doanh của các bác cũng trở nên vội vàng. Cần thăm dò rõ ràng tình hình thị trường trước khi đưa ra những quyết định. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng là yếu tố cản trở thành công của các bác. Vì vậy các bác nên để tâm tới điều này. Để có một năm bình ổn, các bác tuổi Bính Thìn nên mang theo kim bài thái tuế nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải phần hận, hung tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển. Sau đây, mời các bác nghe chi tiết về tuổi Bính Thìn 1976. Thứ nhất, về công danh, sự nghiệp. Các bác sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ thái tuế 2021 nên công việc sẽ bất thuận, làm ăn khó khăn, bị tiểu nhân quấy phá, mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên. Theo đó, các bác có tinh thần bất ổn, liên tiếp phạm sai lầm, khiến tiền bạc tiêu tán, uy tín giảm sút. Trên con đường phát triển sự nghiệp của các bác sẽ vướng phải nhiều trở ngại, ít cơ hội thăng tiến. Việc làm ăn, kinh doanh của các bác phải đối mặt với nhiều thách thức mang tính khách quan như tác động của dịch bệnh, cung cầu thị trường. Vì thế, làm gì các bác cũng cần phải kiên trì, quyết tâm hơn hẳn khoảng thời gian trước đó và chớ vội đầu hàng trước khó khăn. Đây cũng là thời điểm khó khăn nhất. Bên cạnh việc giữ vững lập trường, các bác cũng cần phải tự nhìn lại bản thân trước khi chê trách hoặc phê bình người khác. Cần tập trung phát triển bản thân, nhìn lại quá trình phấn đấu để tìm nguyên nhân tại sao vẫn chưa thể gặt hái thành quả ưng ý, thay vì cứ mải mê chạy theo danh vọng. Thầy Phong Thủy khuyên các bác để mọi việc phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, các bác tuổi Bính Thìn nên mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời, chiếu cát lành, may mắn và cát khí quý nhân giúp công việc hanh thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, tiền bạc và tài chính. Tuổi Bính Thìn, các bác cần làm ăn rõ ràng, tránh sự mập mờ. Các bác nên lập cho mình kế hoạch tài chính cụ thể, có sự phòng bị trước, chi tiêu tiết kiệm để phòng bất chắc. Bởi vì tình hình tài chính của các bác không được thuận lợi, con đường kiếm tiền, làm giàu thêm áp lực và khó khăn chồng chất. Các bác cần chi tiêu thắt lưng buộc bụng, đừng quá hoang phí, kẻo rơi vào cảnh vay mượn, nhất là khi các bác chi tiền với mục đích vô trương, khoe mẽ.
Bên cạnh đó, kép tài hung thần mang điềm báo phá tài, thu nhập từ nhiều nguồn giảm sút, áp lực kinh tế khá lớn, khó tránh khỏi những thời điểm vay mượn, nợ nần. Thậm chí còn có dấu hiệu mất tiền liên quan đến pháp luật, cần cảnh tỉnh bản thân, đừng vì chút lợi trước mắt mà vướng họa lao ngục sát thân. Tuy nhiên, trong 6 tháng tới, các bác vẫn có thể có được nguồn thu phụ từ các công việc tay trái để bổ sung vào các khoản chi tiêu trong cuộc sống, chứ không quá dư dả. Do đó, các bác nên tiếp tục phát triển những mảng mình đã hiểu rõ, chứ đừng vội mở rộng phạm vi ra những mảng mình chưa hiểu rõ. Thầy Gia Cát khuyên các bác để có thể tăng vận may mắn và cải mệnh, cần mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí này sẽ giúp tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bản thân. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ bản thân trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2021. Thứ ba, về mặt tình duyên, gia đạo, các bác tuổi Bính Thìn bị phá thái tuế, đại diện cho yếu tố thứ ba, xen ngang tình cảm lứa đôi, khiến đôi bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, hôn nhân bất lợi, tình cảm đi xuống, gia đạo vì thế mà khó bề yên ổn lâu dài. Người độc thân ít có cơ hội đến với người phù hợp trong năm nay. Còn các bác đã có gia đình thì cần phải kiềm chế cảm xúc nóng nảy của mình nhiều hơn. Nếu không, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Có vấn đề gì xảy ra, đôi bên cần chủ động trò chuyện, trao đổi với nhau nhiều hơn. Các bác không nên giữ mãi trong lòng hoặc khăng khăng làm theo ý mình. Những cặp vợ chồng vừa mới sinh con tần suất cãi vã gia tăng, cần hết sức bình tĩnh và tỉnh táo, kẻo đó là cơ hội tốt cho kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của gia đình. Trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên các bác nên đeo vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, để năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Về sức khỏe, có rất nhiều áp lực từ công việc, tiền bạc và xung đột về tình cảm khiến tinh thần của các bác tuổi Bính Thìn bất ổn, nhiều lo toan, căng thẳng. Vì thế mà sức khỏe của các bác cũng giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, các bác sẽ không mắc bệnh tật nghiêm trọng hay các bệnh hiểm nghèo. Đó chỉ là ốm đau qua loa, nhanh khỏi, gặp được thầy, được thuốc. Cục diện phá thái tuế cũng tác động khá mạnh tới phương diện sức khỏe. Các bác tuổi Bính Thìn không nên lao động quá sức trong năm nay, nếu không dễ rơi vào tình trạng lao lực khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí gây ra tổn thương khó có thể chữa lành. Bên cạnh đó, các bác cũng đã bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa, không thể coi thường các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Vì vậy, các bác nên dành một khoảng thời gian nhất định để rèn luyện sức khỏe. Các bác chủ động chia sẻ, tham gia các hoạt động tập thể để hóa giải áp lực, nâng cao đời sống tình cảm. Ngoài ra, đi lại cẩn trọng, tránh lơ là kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Thầy phong thủy khuyên các bác tuổi Bính Thìn nên mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Tiếp theo, xin mời quý vị hãy theo dõi dự báo 6 tháng đầu năm 2021 của các bác tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Thứ nhất, tử vi tháng 1 âm lịch. 6 tháng đầu năm 2021, các bác tuổi Bính Thìn gặp phải cục diện phá thái tuế, cho nên các bác cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều điều không may mắn. Tuy nhiên, đáng mừng là trong tháng đầu tiên của năm mới, các bác không gặp phải vấn đề nào quá phức tạp, bởi các bác có thái độ làm việc tích cực và nhiệt tình, không sợ khó khăn vất vả hay đối diện với áp lực. Chính nhờ vậy mà các bác sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Tình hình tài lộc của các bác trong tháng này cũng không có nhiều biến động, mức lương hay lợi nhuận không gia tăng quá nhiều. Tuy nhiên, các bác cần chú ý chi tiêu nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi. Tử vi tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch, các bác tuổi Bính Thìn phải đối diện với một vài khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tình trạng sức khỏe của các bác cũng có dấu hiệu giảm sút, cho nên các bác làm việc gì cũng vất vả hơn mọi người xung quanh. Nhiều công việc đổ dồn lên đầu khiến các bác thường xuyên phải chịu áp lực khá lớn. Tốt nhất, nên cố gắng giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực. May mắn là thời điểm này, các mối quan hệ xã giao của các bác đang phát triển khá tốt. Các bác có thể hỏi xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Ngoài ra,
các bác cũng cần lưu ý giữ gìn sức khỏe, không nên giấu bệnh, không nên chần chừ, không đi khám một khi cơ thể đã có biểu hiện bệnh tật. Tử vi tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch, các bác phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, đối diện với nhiều vấn đề, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Các bác thường xuyên lơ là, dẫn đến những lỗi sai không đáng có. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, kẻ tiểu nhân có thể nhân cơ hội để hạ bệ. Chuyện làm ăn cũng không có nhiều điểm sáng. Các bác sẽ rơi vào trạng thái bị động, phụ thuộc vào người khác hoặc bị người khác lừa gạt mất tiền. Vì thế, nếu muốn tránh được nhiều rắc rối, các bác cần phải chấn chỉnh lại tinh thần của mình. Tháng này cũng không mấy thích hợp để xác định mối quan hệ tình cảm. Các bác cần bình tĩnh tìm hiểu về đối phương kỹ càng. Tử vi tháng 4 âm lịch. Tình hình tài chính của các bác tuổi Bính Thìn có dấu hiệu tăng nhẹ trong tháng này, chủ yếu là nhờ có cát tinh về tài lộc chiếu mệnh. Các bác có thể phát tài bất ngờ hoặc giàu lên nhanh chóng nhờ những công việc tay trái của mình. Các bác nên coi đây là động lực để bản thân mình tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe xuống dốc lại là điều các bác cần phải quan tâm và chú ý. Các bác thường xuyên mắc phải những căn bệnh vặt vãnh dù không nghiêm trọng, nhưng lại dễ khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần sa sút. Cho nên các bác cần chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao và có lối sống hợp lý để cải thiện sức khỏe của mình. Tử vi tháng 5 âm lịch. Vận trình của các bác tuổi Bính Thìn có dấu hiệu cải thiện hơn khoảng thời gian trước đó. Các bác dần có thái độ nghiêm túc hơn mỗi khi bắt tay vào công việc. Nhờ thế mà các bác phát hiện ra được những lỗi sai tồn tại từ trước đó và có hướng khắc phục hợp lý. Bên cạnh đó, các bác cũng dần dần lấy lại được lòng tin của người làm lãnh đạo và được giao cho giải quyết những công việc quan trọng hơn. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe lại không được tốt đẹp như thế. Giờ giấc sinh hoạt không khoa học là một trong những nguyên nhân chính khiến các bác thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ, đau dạ dày, đau đầu. Các bác cũng thường xuyên mắc các bệnh do thay đổi thời tiết. Tử vi tháng 6 âm lịch, các bác tuổi Bính Thìn có tháng 6 khá bình ổn trên nhiều phương diện của cuộc sống. Các bác tiếp tục kiên trì và hoàn thành những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Thậm chí các bác còn gặp được một vài cơ hội để thể hiện khả năng của mình, tạo thêm cơ hội được cất nhắc trong tương lai. Tình hình tài chính của các bác trong tháng cũng không có nhiều biến động, cho nên các bác dành nhiều thời gian để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển hơn là vội vàng đầu tư vào một lĩnh vực. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, người độc thân cũng dần mở lòng hơn với người khác giới. Quý gia chủ có thể nhận ra rằng xung quanh mình có rất nhiều người luôn quan tâm, chăm sóc. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Bính Thìn trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn của tuổi Bính Thìn. Các bác nam tuổi Bính Thìn cần cẩn thận với sao La Hầu chiếu mệnh. La Hầu là hung tinh, rất kỵ với nam mạng. Sao La Hầu thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và những người thuộc mệnh mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn các mạng khác vì sao này thuộc kim. Ngoài ra, các bác sẽ gặp hạn tam kheo trong năm 2021. Các bác nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phòng thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Các bác nữ tuổi Bính Thìn đời sau kế đô chiếu mệnh. Có câu nam La Hầu, nữ kế đô để ám chỉ đây là hung tinh rất kỵ với nữ giới. Gặp sau này chiếu mệnh, các bác sẽ bị tai nạn, bệnh tật, tăng khó hay họa vô đơn chí bất ngờ. Cũng cần đề phòng chuyện thị phi hay trong gia đình. Cần cẩn trọng vào tháng 3 âm lịch, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trở ngại, lao đao lận đận. Các bác bị gặp sao hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài, các bác nên cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay, vạn gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Với ai đang mang thai thì đi lại cẩn trọng, cẩn thận té ngã. Gặp hạn này đau ốm mà làm lễ cúng bái thì nhanh khỏi. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của các bác tuổi Nhâm Thìn có tuần, triệt,
quan sách, chủ về khó khăn, bất lợi, tăng thêm xui khí, xuyên suốt năm. Cùng tam hợp có các sao thiên hỷ, long đức, phân tinh, báo tin vui về tình cảm, chuyện con cái, học hành. Tuy nhiên lại có các hung tinh như đà la, tiểu hao, bệnh phù gây bất lợi về sức khỏe và tiền bạc. Còn có xung chiếu gồm có các tinh thiên đức mang vận quý nhân tốt, nhưng hung tinh kình dương và quả tú lại báo điểm sát thương về cả thể chất và tinh thần. Các bác cần phải cẩn thận trong năm, phải đầu chạm, giao kéo. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi sẽ phần nào giúp ích được cho quý vị. Tới đây, video của kênh Phong thủy Gia Cát cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn sự chia sẻ về những kiến thức phong thủy bổ ích của thầy Gia Cát. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể theo dõi được những chia sẻ về phong thủy vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.